tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Thank you.
an empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together.
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau.
làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng. Vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ
nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu anh. Ông ba, chưa có mang giá tiền. Cái thức của cô, nước thì có nguồn. Thì con cháu thì có tổ tiên ông ba. Thì hôm nay là ông bất thường là cũng là có lề nhỏ. Là hình hai cổ. Dạ, hình hai cổ. Cho nên là cũng mong ông ba là có lúc nào. Đáng lẽ ra thì ông bất thường cũng đến nhà để đây là có thông qua tháng của hai cổ. Nhưng vì điều kiện là vì điều kiện thời gian và thứ hai là cũng thời gian mà đến được. Thế bây giờ là có cái đề kỷ hai của anh mong là ở đây được ở nhà ba cái nào làm đến bây giờ hoàn thì phải gọi đi đây để làm tiền cho gia đình cho cháu thì cảm ơn thầy như thế này hai hộ gia đình này nhân dân thì đâu niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Sau là bởi vì là ba mà tuổi tôi cũng cả cái quan cả về thiên nhiên ngay để vùng tài vùng chương á. Đó là tôi hâm tuổi rất cảm ơn thiên khách được họ cả chơi gán cả đời mình được cái vòng nước của ta ái mà bỏ cái chiếc đi qua cả một kỷ niệm cả nhiều những con ra này luôn đấy lúc này cái như bây giờ ta thấy bên bên là cháu cái nồi á đấy là ai có ba mẹ rồi thì anh chị em có cái gì đó cháu thì gọi là đấy thì chúng ta có những cái chúng tôi đến đó để anh chị em cái đừng để chơi ra. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong thành không xa rời. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Hey girl, you know, 1, 2, 3, let go. Anh bên em, tay trong tay, ta đi khắp thế giới, ngắm hoàng hôn giữa biển khơi. Oh oh oh, cho môi hôn mang yêu thương trong ánh mắt đắm đuối, nơi đồng xanh thật yên vui. Yeah, eh eh, dấu chân anh đi qua hay đặt bước chân em lên đi, và trái tim ta rung lên khi mình yêu yêu yêu. Hãy nắm tay anh đi em, mặt trời sáng hay cho đêm đen, thành phố đang sau lưng ta đi và yêu yêu yêu. Và chính trên con đường hành trình của đôi ta là nơi kể câu chuyện đôi mình, nơi chúng ta bắt đầu. Mình sẽ phá rơi khung trời đầy ắp ánh sao, ngủ say trên những bài ca vàng, nghe tiếng sóng rì rào. Đi thật xa 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 yêu lại gần hơn, đi thật xa 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 yêu lại gần hơn, và đi thật xa 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 với mình gần hơn. Khoảnh khắc nụ hôn còn nguyên vẹn khi chúng ta đã tìm thấy nhau. Yeah. No, 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 no. Từng dấu chân anh đi qua hay đặt bước chân em lên đi, và trái tim ta rung lên khi mình yêu yêu yêu. Hãy nắm tay anh đi em, mặt trời sáng hay cho đêm đen, thành phố đang sau lưng ta đi và yêu yêu yêu. Và chính trên con đường hành trình của đôi ta là nơi kể câu chuyện đôi mình, nơi chúng ta bắt đầu. Mình
Vầng trăng đó chưa lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau. Tình yêu đó sẽ mãi sáng sáng hơn vầng dương nơi tinh cầu. Là tình yêu anh trao em, là tình yêu ta trao nhau người yêu ơi. Nàng đẹp dịu dàng tựa ngàn sao trong đêm lung linh. Để lòng dặn người chợt bừng nắng mai trong nguyên bề. Và tình là thế, từng ngày lặng lẽ trôi qua màu. Một ngày tình cờ mình gặp nhau những sao thân quen. Và rồi tình cờ mình đã thấy nhau trong cuộc đời. Và người đã đến, và tình đã đến trong yêu thương. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là anh. Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Chúng ta nói đúng là mấy bữa định là văn nhóm bữa định là cái người là chính vụ. Thì nói đúng là đây chính được ông bà tính cái môn như được đi chứ ta theo thủ tục ta làm văn đi bởi vì nó nói cho ta được có cái đề chính vụ để đến báo cáo với có cái gái thì nói đúng là còn nghe là bên quá thì nghe để đi sớm nó về buồn cho nên dễ cũng đến coi thôi. Có đi nói đúng là tất cả thì cũng đang có cháu đấy. Cháu đi có vấn đề nhưng mà ta lên ba đi sớm nữa. Ta vừa nãy là có em đi nữa cho nên là theo yêu cầu bên nội nhất tại là một hôm ba cũng nhất là đi sớm về buồn thì nói chung bên đây thì có cái lời xin dấu. Nhưng mà đến người hồ nhà gái đến khoảng là 12 rưỡi hè là vẫn đi vẫn ta đi tiếng khoảng 12 giờ là xuất phát. Thì lên đến là 1 giờ. Bởi ta đi đến được một tiếng. Cái này đi là nghe tiếng coi là một tiếng nói đúng là có lên khoảng một chiếc kém là có mặt đến lô môi trường họ cho ta thì báo cáo về họ về ông ba là được thì nói đúng là bên ấy thì cũng còn đi nhiều nữa nhưng mà để có cái này cũng đủ làm theo thủ tục thì có nhưng mà chưa đủ thủ tục thì họ nhận cái thì nói báo cáo họ nhận cái tổng đại diện đi qua cả vì họ hai họ nó có đi tin là cháu đâu đi mang đi lễ là đến chào cô họ đúng là đại diện họ như là gia tài là cùng chính nhận như lễ lễ của họ.
Tràn biết bao âm thanh yêu thương rộn vang, ngày vui bước đi thanh thang, mùa yêu đã về ngập tràn. Em nghe con tim em đập nhanh từ khi có anh, mong manh trong em phút giây hạnh phúc ghé qua nơi đây, tình yêu đã về sâu xuyên. Này anh hát câu yên bình. Mùa xuân hoa nở lung linh đồng sinh, cây đàn trên tay anh đây, anh đang lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé là la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao để mong, đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Love me, love me, aha, kiss me, kiss me, my love me, love me, aha, kiss me, kiss me. Thân cô biết đang đi la cà, anh thì đang ngồi ăn cơm gà, em thì đang tung tăng hát ca. Thân cô biết bắn mũi tên cái đùng, anh nghe hai tay lùng bùng, nghi là trúng thiết sát ái tình mà thiệt trúng tùm lum. Nhà anh không có giàu, anh đi xe lèo tèo, em không chở anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường băng qua phố phường nhiều vấn vương, đi qua một mùa dài yêu thương. Này anh hát câu yên bình. Mùa xuân hoa nở lung linh đồng sinh, cầm cây đàn trên tay anh đây, anh đang lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé là la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao để mong, đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Cây đàn trên tay anh đấy, anh đàn lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đêm mong, đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Cầm cây đàn trên tay anh đấy, anh đàn lên tình ca mới viết đây tặng em tình yêu nhỏ bé la 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 la. Love you, aha, kiss you, kiss you. Love you, love you, aha, kiss you, kiss you. Love you, love you, aha, kiss you, kiss you. Love you, love you.
cơn sóng gió thì ta vẫn mãi mãi bên nhau người ơi, mãi bên nhau nồng say. Khi ta qua nhau tay nắm tay trong trái tim này, những lúc khi em hạnh phúc, lúc khi em buồn đau, bên em có anh, luôn có anh, luôn có anh đây. Hãy
ta cùng tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Những lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù thật khó dù mưa gió ta cũng đợi ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa la trên xe nắng lạnh. Những lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi anh ta về một nhà, khép đôi mi cùng một đường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường. Xin chào của tất cả quý vị thân khách quý gần xa đã có mặt trong hội trường hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Đức Tình xin thay lời hạnh phúc gia đình gửi lời cho câu lạc bộ tổ chức âm thanh ánh sáng cảnh lường đến từ quê hương Kỳ Văn thân yêu. Xin gửi tới quý vị những lời chúc thật là tốt đẹp nhất, chúc cho ai còn cô đơn sớm tìm được một bờ vai để chia sẻ, chúc cho quý vị có một buổi trưa nghe nhạc vui vẻ, tươi trẻ, hạnh phúc, an lành bên những người thân yêu. Và ngay lúc này đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị thân khách quý gần xa hai nhân vật chính, hai nhân vật đã xây nên một câu chuyện tình đầy lãng mạn nhất của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời chàng rể Xuân Quỳnh và cô Thảo Thanh Vân. Quý chào đến tất cả quý vị thân khách quý, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, nhìn họ thật là đẹp đôi, mà kể từ hôm nay họ đã chính thức là của nhau, sống bên nhau để xây dựng lâu đài hạnh phúc, hướng về nhau để chung nhịp đập con tim. Và được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương, hôm nay hai gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt, chọn giờ phút này, chọn khoảnh khắc này để tổ chức hôn lễ cho bạn trẻ được trăm năm hạnh phúc. Mà đúng là chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa hét cười đón ánh nắng bình minh với đôi bạn trẻ đẹp xinh, đẹp duyên đôi lứa mặn mà chúc mai. Mà từ đây hai trái tim vàng trăm năm vẫn đập nhịp nhàng bên nhau, có chầu thì chắc chắn không thể thiếu câu cho môi em thắm, cho lòng anh say. Và ngay lúc này đây cũng không để quý vị phải chờ đợi hơn nữa, chúng tôi sẽ được lòng trọng công bố chương trình đăng quang mừng hạnh phúc cho chàng rể Xuân Quỳnh sánh duyên cùng cô Thảo Thanh Vân chính thức được. Cô dâu vừa đến qua thì thật là rực rỡ và mê say. Cô dâu thì mặc váy trắng cài nơ, còn chú rể của chúng ta đây cao vạt răng tơ hàng đầu. Mà dân ca nghệ tính có câu, thiếp thương chàng thì thiếp để ai biết, chàng thương thiếp thì chàng để ai hay. Để rồi em lớn nó bay, ai đây có nắm tay thì vẫn em bảo em nay đã có chồng. Yêu nhau say đắm mặt nồng, để cho bố mẹ trước sau mừng lòng. Bao ngày bố mẹ đợi mong, bà mong cháu ông bồng cho vui. Tình yêu của đôi bạn trẻ thì ngọt tựa mía lùi, sơ sao nổi ngoại sắc son tròn tình. Tình yêu, tình đời không có gì đẹp hơn thế nữa. Ngay lúc này đây, đôi bạn trẻ sẽ dành tặng cho nhau đôi vòng nhẫn cưới của mình. Vâng, xin mời hai bạn hãy quay một góc nhỏ tình yêu của mình lại, tay trong tay, vai kề vai, trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới. Vâng, xin mời chàng rể Xuân Quỳnh hãy trao cho cô Thảo Thanh Vân chiếc vòng nhẫn cưới của mình, để chứng minh một điều rằng là kể từ nay vòng đời của anh, vòng đời của em kể từ nay chính thức là một. Và chúng tôi cũng xin kính mời ảnh viện áo váy Thanh Bình là những người tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ và mê say của bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin hãy ghi lại những thức hình thật là đẹp nhất, lộng lẫy nhất, ý nghĩa nhất và hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ. Để giờ nay 70 năm sau nữa, cụ ông Xuân Quỳnh và cụ bà Thanh Vân vẫn ngồi bên nhau, vẫn cao một bài ca. Cuộc đời thì vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, mặc dù răng của hai cụ cũng đã gòn chiếc nào. Vâng, kính thưa quý vị, bao nhiêu tràng pháo tay của quý vị là với nhiều lời chúc phúc ngọt ngào của quý vị dành đến cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị còn chần chờ gì nữa, hãy cho một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời chúc phúc ngọt ngào nhất đi quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, tân khách quý gần xa thân mến, để đáp lại tình cảm đặc biệt của quý vị đã bớt một chút thời gian thăng ngạc của mình, không quản ngại đường xá xa xôi trở về đây chật ních hôn trường trong buổi trưa ngày hôm nay, thì chúng tôi những người làm chương trình sự kiện âm thanh ánh sáng cảnh đường đến từ quê hương Kỳ Văn thân yêu cũng xin phép mời một vị đại diện cho quan viên hai họ lên có lời chia phát biểu và cảm tạ hồi hôn trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, một lần nữa xin kính mời bác. Kính thưa quý cô, quý ông, quý bà, quý bậc thông gia cùng hai họ, cùng bạn bè nam nữ gần xa của hai cháu. Quá thời gian tìm hiểu đã khá lâu, nãy tình duyên đã hợp ý, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cũng như hai họ, hai gia đình cho phép hai cháu được làm lễ thành hôn. Tôi đại diện cho hai họ xin cảm ơn sự có mặt của toàn thể
hôn trường trong ngày hôm nay để chúc cho hai họ, hai gia đình, hai cháu được trăm năm hạnh phúc trong quá trình tổ chức không tránh phân thiểu rọt. Xin hai họ và toàn thể hôn trường thông cảm. Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc hai họ và toàn thể hôn trường một lời chúc sức khỏe, một lời chào kính trọng nhất. Xin cảm ơn. Vâng, những lời của bác thì như mật như hoa và thơm hương lúa tỏa ra khắp hội trường. Một lần nữa thay mặt cho những người tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng cảnh đường, xin cảm ơn bác rất là nhiều. Chúc bác thật là nhiều sức khỏe, sống làm gương cho bạn trẻ này được noi theo. Vâng, kính thưa quý vị, nghi lễ cắt bánh phu thê là một nghi lễ trao cho nhau hương vị ngọt ngào của tình yêu. Có ba chiếc bánh này đến với cộng đồng quý vị tấn khách quý gần xa. Bánh này tới bên ngoài vỏ trắng, bên trong ruột hồng. Bánh này chất đựng hương nồng của tình yêu. Một bánh này ấp ủ bao điều tình trạng nghĩa thiếp một đời thủy chung. Vâng, xin mời hai bạn hãy tiến về thắp bánh của mình, tay trong tay, vai kề vai, cắt những chiếc bánh mừng ngày hai ta đồng tròn nghĩa vợ chồng trăm năm. Vâng, xin mời. Vâng, thắp bánh cuối cùng là thắp bánh thể hiện tình cảm bố mẹ hai gia đình, những người đã giải công vun đắp cho bạn đến tận ngày hôm nay. Và thắp bánh thứ hai, thắp bánh thể hiện thời gian yêu đương của vợ trẻ bấy nhiêu tháng ngày qua. Và thắp bánh thứ ba, thắp bánh trên cùng, một thắp bánh nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương nhất, như là có một ý nghĩa rất lớn lao, đó là thắp bánh thể hiện ngôi nhà hạnh phúc cho bạn xây đắp sau này. Vâng, và kính thưa quý vị, đồng hành cùng tình yêu sự đồn bất diệt của chàng rể Xuân Quỳnh và cô Thảo Thanh Vân thì không thể thiếu những nụ hôn nồng cháy nhất. Và khi nhắc đến những nụ hôn nồng cháy nhất thì những người làm chương trình chúng tôi có thể nhớ đến một câu thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Xuân Diệu, có viết rằng là: anh muốn làm sông biếc hôn mãi các vàng em, hôn thật kỹ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi, hôn đi rồi hôn lại, hôn đến mãi muôn đời, đến tan cả đất trời vẫn không thôi rào rạt. Và bây giờ chúng ta sẽ được chứng kiến một nụ hôn của chàng rể Xuân Quỳnh và cô Thảo Thanh Vân dành tặng cho nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị có thể cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và xin mời cô dâu hãy đặt bó hoa tươi thắm của mình xuống đây một chút ạ. Và xin mời hai bạn hãy quay một góc nhỏ tình yêu của mình lại. Xin mời đôi bàn tay mềm mại của cô dâu hãy đặt lên bờ vai của chú rể. Và xin mời chú rể hãy đặt tay mình lên vòng eo của dâu ạ. Xin mời tất cả quý vị tân khách quý gần xa hãy hướng mắt trở về trung tâm sân khấu chính của ban tổ chức chúng tôi để chứng kiến một nụ hôn của chàng rể Xuân Quỳnh và cô Thảo Thanh Vân sẽ dành tặng cho nhau trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và trước khi chàng rể và cô dâu thực hiện nụ hôn của mình thì những người làm chương trình sự kiện âm thanh ánh sáng cảnh đường có một gợi ý nhỏ nhỏ dành cho chàng rể Xuân Quỳnh rằng: nếu mà chú rể hôn vào má cô dâu thì chắc chắn giờ này năm sau cô dâu sẽ sinh cho chú rể năm cô công chúa thật là đáng yêu. Mà nếu hôn vào bờ môi cô dâu thì chắc chắn giờ này năm sau cô Thảo Thanh Vân sẽ sinh ra chú rể Xuân Quỳnh của chúng ta một cậu con trai thật là đáng yêu. Mà cái mồm, cái mắt, cái tai nó giấu anh Quỳnh đó chẳng sai tin nào. Thương con thì chỉ nhớ tới ngày nào lớn lên học giỏi chắc chắn con sẽ vào công an làm công an tuy lình lại lạc với phong trào năm hai lá ở quê ta. Về đây sum họp một nhà chúc anh chị được mặn mà từ đây, đúng không quý vị? Nếu mà đúng thì cho một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt nhịp cho chàng rể và cô dâu thực hiện nụ hôn của mình ạ. 1 2 3. Mới 3 thôi anh ơi, mới 3 thôi, chưa bắt đầu, từ từ. Cái gì từ từ? Nhà là nhà của anh, vợ cũng là vợ của anh rồi, cứ từ từ thong thả, không việc gì phải vội cả. Hôn là quyền của anh, còn bắt đầu khi nào là quyền của tôi. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ bắt nhịp lại cho đôi bạn trẻ thực hiện nụ hôn của mình. Quý vị có thể bắt nhịp cùng ban tổ chức chúng tôi được không ạ? 3 2 1, bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn thanh cho lời chúc phúc ngọt ngào nhất đi quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và để tiếp tục chương trình đang mong mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời hai bạn hãy tiến về thắp rượu tình yêu của mình, tay trong tay, vai kề vai, rót tràn những ly rượu hồng mừng anh vợ chồng trăm năm. Vâng, xin mời.
Và chúng tôi cũng xin kính mời tất cả các phần trẻ, nam nữ, thanh niên, những ai chưa có vợ, những ai chưa có chồng, xin mời hướng mắt trở về trung tâm cuộc chính của bạn và chúng tôi để cùng nhau học cách mở nắp sâm banh trong ngày cưới. Mời hướng khóa là chúng tôi ơi. Vâng, thật là tuyệt vời. Trai đầu tiên chú rể đưa cho con họ Thành Vân cầm và chú rể sẽ mời trai thứ hai của mình ạ. Vâng, cảm ơn tuyệt vời ạ. Và xin mời các bạn hãy lấy tay trong tay đó là những lịch sử hồng một ngày ta đã trò chuyện với vợ chồng trăm năm. Vâng ạ, kính thưa quý vị. Vâng ạ, kính thưa quý vị, tân khách quý dần sang thân mến. Chiều nay chiều nghĩa giờ tiền rót ra là để chúc mừng bốn chung. Chiều nay nắng nghĩa tương phùng rót ly chúc phúc thủy chung suốt đời. Dẫu vật đời dẫu xa rời tình trạng kiếp tiếp một đời không phai. Bao ngày đẹp nhất hôm nay nên tình nên nghĩa nên say nên lòng. Bây giờ chúng tôi xin mời hai bạn hãy nhấp chén rượu thiên hề xong rồi mới. Vâng, xin mời. Vâng, quý vị có thể cho một tràng pháo tay nữa để phần lớn các cô ạ. Vâng, xin mời quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn hai bạn. Vâng, một lần nữa thay mặt cho những người tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng cảnh đường đến xin chúc cho hai bạn sau này sẽ có một cuộc sống thật là sung túc. Xin con đầu lòng thì giống bố như lúc, con gái thì đẹp như cảnh lúc, con trai thì khỏe như mai húc. Tương lai hai con sẽ đi du học ở nước Úc. Mà nếu quý vị đồng ý như lời chúc thì cho một tràng pháo tay nữa được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Để tiếp tục chương trình đăng quang mừng hạnh phúc cho chàng rể Xuân Quỳnh và Thảo Thành Vân thì chúng tôi xin kính mời tất cả các bạn trẻ nam nữ thanh niên những ai có những món quà đặc biệt của mình xin hãy bước về thềm hoa hạnh phúc để gửi tới chàng rể Xuân Quỳnh và Thảo Thành Vân trong buổi chương ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa chúng tôi món quà đầu tiên xin mời bác Thảo ở Kỳ Giang. Một lần nữa xin cảm ơn món quà của bác. Và để tiếp tục chương trình đăng quang mừng hạnh phúc cho chàng rể Xuân Quỳnh và cô thảo Thành Vân thì xin mời hai bạn hãy cầm ly dầu hồng của mình đến từng bạn một, từng người một để gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến với tất cả quý vị tân khách quý gần xa đã có mặt trong hội trường hạnh phúc trong buổi chương ngày hôm nay. Lòng ta vẫn thêm nhớ nhau yêu thương nhau hoài. Khi gặp em anh thầm ước mong tình đôi ta sẽ mãi bên nhau trọn cuộc đời. Dẫu thời gian trôi ngày tháng qua thì anh hứa sẽ vẫn mãi không phai nhòa. Luôn cầu mong đôi mình có nhau được bên em cùng đắp xây thiên đường tình. Làm cho lòng anh nhớ em nhiều hơn và anh chỉ muốn ta được bên cạnh nhau mãi mãi. Biết không em, tình anh đã trao em trọn muôn đời đừng xa anh nhé, để tình yêu bền muôn suốt kiếp.
trong tình yêu khi mà cách xa, lòng ta vẫn thêm nhớ nhau yêu thương nhau hoài. Khi gặp em anh thầm ước mong tình đôi ta sẽ mãi bên nhau trọn cuộc đời. Dẫu thời gian trôi ngày tháng qua thì anh hứa sẽ vẫn mãi không phai nhòa. Là tim anh yêu em khi vừa thấy em, anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một tư ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tìm anh yêu em khi vừa thấy em, anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mãi sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh
đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau, thế giới ra làm sao? Vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một ước ao. Chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em, chỉ có em mà thôi. Nắm lấy tay anh đi, mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Nothing else people have ever known.